Từ 0 giờ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8, khoảng 2.500 phương tiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã chính thức được giảm miễn phí đường bộ. Việc giảm phí này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía người tham gia giao thông. Tại trạm thu phí số 1 và số 2 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng, tổng cộng có khoảng 4.000 hồ sơ xin giảm miễn phí đường bộ. Tuy nhiên, qua rà soát thì chỉ có khoảng 2.500 bộ hồ sơ hợp lệ được xét miễn giảm phí đường bộ đợt này. Riêng trạm thu phí số 1 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, số phương tiện được miễn giảm là 1.601 trường hợp. 3.527 lượt xe để được rà soát. Thì qua rà soát thì chúng tôi xác định được 1.601 xe là đủ điều kiện để phát miễn phí giảm phí trong đợt này. Cái vướng mắt thì chỉ còn một số các cái chủ phương tiện cũng là người địa phương. Thế nhưng mà do cái phương tiện mua đi bán lại không chính tên chính chủ, cho nên cái đấy thì cũng đã có các cái phương án là đề nghị bà con sang tên đổi chủ và bổ sung vào quý tới. Sáng ngày hôm nay, tình hình an ninh trật tự tại hai trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 5 cũ được đảm bảo, không xảy ra hiện tượng người dân phản đối gây mất an ninh trật tự. Hơn 1.500 hồ sơ không hợp lệ miễn giảm phí hiện đã được các nhà đầu tư BOT chuyển về các xã, phường, thị trấn để bổ sung các giấy tờ liên quan. Các trường hợp không được miễn giảm phí đợt này đều liên quan tới phương tiện chưa sang tên đổi chủ.